An-26 là một trong những chiếc máy bay vận tải quan trọng của Không quân Việt Nam. Với khả năng chở hàng và vận chuyển quân sự, nó đã chứng tỏ được sự đáng tin cậy và hiệu suất cao trong nhiều nhiệm vụ quan trọng. Với sức chở lên đến 40 binh sĩ hoặc 5 tấn hàng hóa, An-26 đã có một vai trò quan trọng trong việc cung cấp hỗ trợ và cung cấp tài nguyên cho các đơn vị quân đội trên khắp Việt Nam. Không chỉ là một phương tiện vận chuyển, An-26 còn được sử dụng để thả hàng dù và thả người nhảy dù trong các nhiệm vụ nhảy dù với tầm bay lên đến 2.500 km và tốc độ bay tối đa 440 km giờ, An-26 có thể hoạt động ở cả điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình khó khăn. Điều này cho phép nó thực hiện các nhiệm vụ vận chuyển quân sự và cứu trợ trong các khu vực hẻo lánh và khó tiếp cận. Không chỉ có khả năng vận chuyển hàng hóa và quân sự, An-26 còn được trang bị các thiết bị điện tử tiên tiến để đảm bảo an toàn và hiệu suất cao trong quá trình bay. Hệ thống điều khiển tự động và radar giúp máy bay duy trì độ ổn định và định vị chính xác trong quá trình bay. Với những ưu điểm vượt trội và khả năng hoạt động đa dạng, An-26 đã trở thành một trong những chiếc máy bay vận tải quan trọng của không quân Việt Nam. Sự đáng tin cậy và hiệu suất cao của nó đã đóng góp quan trọng vào việc duy trì vận tải đường không cũng như sức mạnh của không quân nhân dân Việt Nam anh hùng. Hôm nay, chúng tôi cùng các bạn tìm hiểu quá khứ của An-26 qua bài viết của nhà báo Mai Thanh Hải đăng trên báo Thanh Niên về ngựa thổ An-26 trong quân chủng phòng không không quân, quân đội nhân dân Việt Nam. những chiếc máy bay vận tải quân sự An-26 của không quân nhân dân Việt Nam trong suốt 40 năm qua, năm 1980 đến năm 2020, đã hoàn thành sứ mệnh, ngựa thổ trên không, và trở thành chiến binh huyền thoại, thầm lặng của bầu trời. Ngay sau khi Trung Quốc bất ngờ tấn công Việt Nam tháng 2 năm 1979, chính phủ Liên Xô cũ đã viện trợ khẩn cấp cho quân đội nhân dân Việt Nam một trung đoàn máy bay vận tải quân sự An-26 hơn 40 năm kể từ khi chiếc An-26 đầu tiên được đưa về sân bay Tân Sơn nhất, thành phố Hồ Chí Minh, đến nay những chiến binh thầm lặng của bầu trời đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Thượng tá Nguyễn Trí Cự, Nguyên Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân vận tải 918, nay là Lữ đoàn 918, thuộc quân chủng phòng không không quân, năm nay 80 tuổi, hiện đang sống tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ông là một trong số ít phi công đầu tiên của không quân nhân dân Việt Nam được chuyên gia Liên Xô cũ dạy bay máy bay vận tải quân sự An-26 cấp tốc ngay tại sân bay Tân Sơn nhất chỉ trong vòng 6 tháng và gắn bó với An-26 cho đến lúc nghỉ hưu. Chuyển loại cấp tốc, cuối năm 1979, khi đang là phi công C-47 máy bay chiến lợi phẩm của Mỹ, Thượng úy Phó Phi đội trưởng Nguyễn Trí Cự được cấp trên gọi lên quán triệt, tới đây, trung đoàn sẽ được trang bị khí tài mới của Liên Xô cũ. Anh là người đầu tiên chuyển loại máy bay này ngay trong nước. Phải bay được trong 6 tháng, theo yêu cầu chiến trường. Nghe vậy, thượng úy cứ rất lo bởi việc chuyển loại máy bay từ trước đến nay thường thực hiện trong thời gian cả năm, ở nơi sản xuất. Ông chỉ thở phào khi cuối 1980, biên đội hai chiếc An-26 đầu tiên mang số hiệu 210, 212 cùng đoàn chuyên gia Liên Xô cũ có mặt tại căn cứ Tân Sơn nhất, vừa chuyển loại phi công vừa làm nhiệm vụ chuyển tiếp chỉ huy trên không. An-26 là máy bay vận tải tầm trung, chở được khoảng 50 người, hoặc 5,5 tấn hàng, tốc độ bay 400 đến 450 km h tầm bay 2.000 km, phù hợp với địa hình Việt Nam. Chúng tôi đã được học và bay các máy bay do Liên Xô sản xuất nên việc làm chủ cũng thuận lợi, Thượng tá cứ kể vậy và cười, An 26 giống như An 24 nhưng hiện đại hơn và có cửa sau. Cam kết của chính phủ Liên Xô cũ là viện trợ cho Việt Nam một trung đoàn, đủ 50 chiếc máy bay An 26 nên từ cuối năm 1979, quân chủng phòng không, không quân, thời điểm đó là quân chủng không quân, đã liên tục cử các đoàn phi công, nhân viên bay sang Liên Xô cũ học chuyển loại sử dụng máy bay An 26 trong thời gian từ 6 tháng đến 3 năm, đào tạo mới từ 4 tháng 5 năm. Đầu năm 1981, toàn bộ số máy bay hệ 2, máy bay chiến lợi phẩm của Mỹ thu được sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 của Trung đoàn 918 ngừng hoạt động bay vì vật tư kỹ thuật cạn kiệt, các máy bay đã quá hạn tổng kiểm nhiều lần. Yêu cầu thay thế máy bay để phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia luôn được đưa ra trong các cuộc họp của Bộ Quốc phòng. Do ta liên tục đốc thúc, phía Liên Xô cũ đẩy nhanh quá trình chuyển giao An-26 sang Việt Nam để lắp ráp, bay thử và đưa vào hoạt động. Toàn bộ phi công, nhân viên bay 918 được đào tạo chuyển loại sử dụng An-26 và đến giữa 1981, phi đội An-26 thứ hai về tới Việt Nam, nâng tổng số lên 20 chiếc. Có nhiều máy bay mới, rất phấn khởi. Ban đầu, đơn vị chỉ có hai tổ bay làm giáo viên. Chúng tôi phải chọn một số phi công và nhân viên bay đã học tại Liên Xô cũ hoặc đã bay nhiều năm trên máy bay Liên Xô để đào tạo nhanh thành giáo viên An-26, thượng tá cự giành mạch và giải thích, hồi ấy, quân chủng phòng không, không quân, Đình chỉ hoạt động của máy bay MiG-17, MiG-19 nên nhiều phi công từ các đơn vị chuyển về 918. Đến giữa 1981, đơn vị có 15 tổ bay An-26 bay, làm được nhiệm vụ chuyển quân và thả dù. Do hoạt động bay cường độ cao, chỉ vài tháng sau khi về Việt Nam, một số máy bay An-26 đã phải vào sườn bảo dưỡng kỹ thuật vào đầu tháng 6 năm 1981. Cũng thời gian này, Trung đoàn 918 cử 99 người sang Liên Xô cũ đào tạo phi công và nhân viên bay An-26, khoa học 4 năm. Máy bay Liên Xô thả bom của Mỹ. Từ tháng 3 năm 1979, nhiều khí tài quân sự được nhập vào Việt Nam, trong đó có máy bay vận tải quân sự An-26 của Liên Xô cũ. Ngày 16 tháng 4 năm 1979, Đại tá Lương Hữu Sắt, Phó Tư lệnh về Kỹ thuật Hậu cần của Quân chủng Không quân sau là Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận máy bay An-26 cho các đơn vị trong quân chủng và chỉ đạo xưởng A-41, nay là nhà máy A-41, Cục Kỹ thuật Phòng không, Không quân tổ chức đoàn cán bộ nhân viên sang Liên Xô cũ chuyển loại quy trình bảo dưỡng kỹ thuật máy bay An-26. Đầu tháng 8 năm 1979, đoàn chuyển loại của A-41 gồm 27 người sang Liên Xô. Lý thuyết học tại thành phố Kirovorat nay là Học viện bay Kirovorat của Đại học Hàng không Quốc gia, Ukraine thực hành tại trường không quân Krasnodar nay là Học viện không quân Krasnodar, Liên bang Nga. Đoàn phó chuyển loại hồi ấy là Trung úy Nguyễn Thanh Lâm, sau trưởng thành làm đại tá giám đốc nhà máy A-41, giờ đã nghỉ hưu kể, đến đầu 1980, nguồn vật tư kỹ thuật của máy bay hệ 2, máy bay Mỹ thu được sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 cạn kiệt. Các máy bay đã quá hạn tổng kiểm nhiều lần, trong khi nhu cầu chi viện hỏa lực của bộ đội trên chiến trường Campuchia ngày càng cao. Quá bức bách, quân chủng phải ký quyết định cho tăng hạn sử dụng hai máy bay C-130 số 04 và 05 thêm 6 tháng. Cái khó ló cái khôn, những cán bộ kỹ thuật không quân nêu ý kiến, tại sao không cải tiến máy bay vận tải An-26 thành máy bay ném bom. Tháng 6 năm 1980, Quân chủng giao nhiệm vụ cho A41 nghiên cứu cải tiến máy bay An-26 chuyên vận tải thành máy bay ném bom. Nhiều sáng kiến được đưa ra, cuối cùng phương án trang bị bom MK81, MK82 của Mỹ lên máy bay An-26 của kỹ sư Nguyễn Hữu Sửu và trợ lý viện kỹ thuật không quân Nguyễn Kim Khôi được thông qua. Các phương án cải tiến được đưa ra, lắp bom vào giá treo ngoài máy bay, lắp bom vào khoang chở hàng cấp trên duyệt phương án lắp bom vào khoang chở hàng và chiếc An 26 số 261 được đưa vào cải tiến đầu tiên, Đại tá Nguyễn Thanh Lâm cho biết vậy và trầm ngâm, lần đầu tiên biến đổi công năng hệ máy bay vận tải xã hội chủ nghĩa thành ném bom của tư bản. Chỉ sợ bom Mỹ không tương thích với máy bay Liên Xô. Biết là có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng không còn cách nào khác vì lúc ấy ta hết máy bay ném bom, trong khi yêu cầu của chiến trường đòi hỏi cấp bách. Đánh roll, diệt Pol bon Pot. Từ năm 1981 đến năm 1984, tàn quân Funro ở Tây Nguyên bị truy quét mạnh nên rút vào vùng rừng núi hiểm trở, lập căn cứ hoạt động, câu kết với tàn quân Khmer Đỏ phá hoại ta. Lực lượng bộ binh đã tìm mọi cách nhưng vẫn không thể truy quét tiêu diệt triệt để. Đầu tháng 3 năm 1984, Bộ Tổng Tham mưu lệnh cho không quân sử dụng máy bay ném bom của Trung đoàn 918 chi viện cho bộ binh quân khu 5 đánh phá căn cứ Funro. Thời điểm đầu 1984, các phi công an 26 đã qua thực hành ném bom có trình độ bay chiến đấu trong đội hình 6, 9 và 12 chiếc ban ngày. Sáng 9 tháng 3 năm 1984, biên đội 8 máy bay An-26-7 chiếc mang bom trực tiếp đánh phá mục tiêu, chiếc thứ 8 chuyển tiếp liên lạc trên không của Trung đoàn 918 do Trung đoàn trưởng Nguyễn Xuân Hiền trực tiếp chỉ huy đã cất cánh từ Tân Sơn nhất đến mục tiêu, thả bom diệt gọn căn cứ Phun Từ mùa mưa 1980, quân tỉnh nguyện Việt Nam mở nhiều đợt truy quét tàn quân Khmer Đỏ. Các trận đánh đã làm tăng nhanh số thương binh nặng nên Bộ Quốc phòng yêu cầu dùng máy bay an 26 vận chuyển thương binh từ Campuchia về sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và chờ quân tình nguyện sang Campuchia. Trung đoàn 918 đã tổ chức bay hai đến bốn chuyến trên tuần, góp phần cứu chữa hàng nghìn thương bệnh binh, làm giảm thương vong đáng kể và bổ sung quân số kịp thời cho các mặt trận. Lữ đoàn 918, quân chủng phòng không, không quân. Từ chiến thắng trận đầu của máy bay an 26 trong tháng 3 năm 1984, các biên đội An-26 của Trung đoàn 918 đã đánh bom các căn cứ Phunro ở mặt trận 579, xóa sổ sư đoàn 920 Khmer Đỏ, căn cứ đầu não của quân khu Đông Bắc tại rừng núi tỉnh Krache, Tây Bắc Biển Hồ, Kampong Thom. Trong suốt thời gian quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, máy bay An-26 của Trung đoàn 918 không chỉ chuyển quân, cứu thương, chờ vũ khí, trang thiết bị, mà còn đánh bom phá MK-81 và bom BCBU tiêu diệt nhiều căn cứ đầu não, triệt phá các nguồn dự trữ vũ khí, lương thực thực phẩm của quân Khmer Đỏ. Đại tá Nguyễn Anh Sơn, nguyên chủ nhiệm bay của lữ đoàn 918 kẻ, rất nhiều lần An 26 đánh vào khu vực núi chi vùng rừng núi hiểm trở gần biên giới Thái Lan, nơi Khmer Đỏ xây dựng tuyến phòng thủ khá vững chắc từ tháng 1 năm 1979 và tổ chức khai thác vàng lấy tiền mua vũ khí. Ngày 27 tháng 4 năm 1984, trung đoàn 918 sử dụng 4 máy bay An 26 bay từ biên hòa thả bom, phá hủy căn cứ. Khmer Đỏ ngưng trệ một thời gian và tháng 9 năm 1985 chúng từng bước tổ chức lại việc khai thác và xây dựng núi Chi thành căn cứ lớn. Sáng 22 tháng 9 năm 1985, biên đội 4 chiếc An-26 mang bom MK-81, bom BCBU-49 bay theo đường biên hòa Crack Cù Lao Crang, đánh bom vào núi Chi từ độ cao 3.500 mét. Ngay sau khi An-26 đánh bom, bộ binh quân khu 7 ồ ạt à tiến công làm chủ trận địa. Có lần ném, giá bom BCBU bằng gỗ rơi theo, làm ảnh hưởng một số bộ phận sau đuôi, chuyên gia qua kiểm tra sau khi chấn chỉnh, lắc đầu chỉ bộ đội Việt Nam mới làm được điều này, Thượng tá Nguyễn Trí Cự kể lại và trầm giọng, ngày 11 tháng 2 năm 1982, chuyến bay An-26 từ Pokentong Phnom Penh, Campuchia, về Tân Sơn nhất bị lạc đường, phải hạ cánh khẩn cấp xuống sườn đồi gần thị trấn Sakeo, cách biên giới Thái Lan-Campuchia khoảng 30 km. Do tiếp đất mạnh, phi công Hoàng Văn Khải bị thương nặng và hy sinh, 99 ngày sau, phía Thái Lan mới trao trả 4 phi công nhân viên bay và bình cho cốt của anh Hoàng Văn Khải. Thiếu tướng Trương Văn Thanh, nguyên phó tư lệnh bộ đội biên phòng nhớ lại thời điểm làm nhiệm vụ quốc tế cùng trung đoàn 8 biên phòng ở tỉnh Peolin, Campuchia những năm 1979 đến năm 1988, những trận đánh bom của không quân vận tải là nỗi khiếp sợ của lính Pol Pot và cứ thấy máy bay vận tải An-26 là chúng bỏ chạy, gọi đó là B-52 của quân đội Việt Nam. Trong sự kiện 14 tháng 3 năm 1988, ít ai biết có một chuyến bay cảm tử bằng máy bay An-26 ra trường Sa, thả hàng cấp cứu cho thương bệnh binh vừa tham gia chiến đấu. Đại tá Nguyễn Anh Sơn Nguyên chủ nhiệm bay của Lữ đoàn 918 chính gốc, quân khu Nam Đồng, nên cách nói chuyện cũng rất hào sảng, thẳng thắn. Phải trò chuyện rất lâu, mới biết ông và tổ bay đã chấp nhận hy sinh, thực hiện bay tiếp tế cho bộ đội đảo sinh tồn ngay sau sự kiện 14 tháng 3 năm 1988 trên vùng biển Cô Linh Len Đao Gạc Ma Trường Sa. Nhiệm vụ cảm tử, ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc bất ngờ tấn công vào bộ đội hải quân Việt Nam đang làm nhiệm vụ phòng thủ, xây dựng tại ba đảo Gạc Ma, Landau, Colin làm ba tàu vận tải bị cháy chìm, 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh và 9 người bị bắt. Trung đoàn 918 nay là lữ đoàn 918 nhận lệnh tiếp ứng cho hải quân. Việc này không bất ngờ bởi trước đó, các tổ bay An-26 thường xuyên bay trinh sát trường Sa và thả hàng tiếp tế xuống các đảo. Mỗi chuyến bay, luôn có sĩ quan hải quân đi cùng để quan sát hoạt động tàu nước ngoài và hỗ trợ hoạt động bay của không quân, Đại tá Nguyễn Thế Cường, Nguyên Phi đội trưởng kẻ vầy và nói, hàng là thư báo, do xanh bọc trong ba lớp bao tải và thả trực tiếp từ độ cao 50 mét. Thả hàng xong, máy bay lượn thêm một hai vòng để động viên bộ đội đảo. Bay biển thời ấy không có thông tin liên lạc, nếu trục chặt thì hầu như không có cứu hộ, đại tá Nguyễn Anh Sơn nhớ lại vậy và rành rẽ, ngày 16 tháng 3 năm 1988, tổ bay gồm 5 người, lái chính là đại úy Nguyễn Anh Sơn, phó phi đội trưởng phụ trách chính trị của phi đội 2, lái phụ Nguyễn Đình Minh, dẫn đường Nguyễn Tri Thiên, thông tin trên không nghiêm đình sĩ, cơ giới trên không Nguyễn Văn Sĩ, đưa an 26 bay từ Tân Sơn nhất ra cam danh để nhận 5 kiện gỗ thông, 1 mét khối khối kiện, trong có các chai huyết thanh và thuốc men được chèn trong quần áo. Khi nhận nhiệm vụ, tôi đề nghị thả hàng ở độ cao dưới 50 mét. Trung tá Nguyễn Trí Cự khi đó là phó phó trung đoàn trưởng 918, do dự, tùy tình hình mà giảm độ cao, đừng thấp quá. Theo giáo trình huấn luyện chiến đấu của An-26, độ cao thấp nhất để bay thả hàng không mang dù, chỉ là 50 mét xếp hàng xong, hai sĩ quan hải quân mở bản đồ tác chiến thông báo tình hình chiến sự, vị trí ta và tàu Trung Quốc. Nếu bay vòng tránh sẽ không đủ nhiên liệu xếp hàng trên băng tải nên không thể lắp thùng dầu phụ tôi quyết định bay xuyên qua đội hình định ở khoảng cách tối đa có thể, cho dù nguy hiểm. Tôi mời hai người lên máy bay nhưng họ nói là, hậu cần, đại tá Sơn cười và lắc đầu, về nguyên tắc, tôi có quyền không cất cánh. Gọi về báo cáo nhưng không được, trời chiều, chầm vài chục phút sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, trong khi đồng đội đang chờ. Từ năm 1982, Trung đoàn 918 đã tập trung huấn luyện bay biển. Nhiều tổ bay thực hiện bay biển xa và dần bay biển trong đội hình 2 đến 4 chiếc. Đơn vị điều chỉnh tăng cường lực lượng và nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu trên hướng biển Đông và chi viện quần đảo Trường Sa. Ngày 6 tháng 11 năm 1987, Bộ Quốc phòng ra mệnh lệnh bảo vệ quần đảo Trường Sa. Ngày 7 tháng 11 năm 1987, Tư lệnh quân chủng không quân ra mệnh lệnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quần đảo Trường Sa, giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 918 bay trinh sát chụp ảnh quan sát bằng mắt trên các đảo và vùng biển xung quanh quần đảo Trường Sa, bay thả hàng trên đảo, truyền tiếp thông tin chỉ huy và tìm kiếm cứu nạn trên biển. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc đánh chiếm đảo Gạc Ma. Ngày 16 tháng 3 năm 1988, tổ bay An-26 do phi đội trưởng đoàn Hồng quân chỉ huy, các cánh từ Tân Sơn nhất bay ra Trường Sa chụp ảnh ba tàu hải quân HQ-505, HQ-604 và HQ-605 bị bắn chìm và cháy. Bay từ Cam Danh ra sinh tồn khoảng 600 km, vật chuẩn duy nhất có thể quan sát bằng radar là đã lớn. Ra khỏi bờ 200 km là mất liên lạc, phải dựa vào hướng bay, tốc độ, thời gian. Bay hết thời gian dự kiến không thấy đá lớn, đại úy Nguyễn Anh Sơn bay thêm 10 phút khoảng 70 km nữa. Vẫn không thấy đá lớn, trong khi dầu gần cạn, vừa định vòng phải bay về thì sĩ quan dẫn đường Nguyễn Tri Thiên hét lên, đã thấy. Máy bay giảm độ cao đến 200 m tìm đảo, vừa thấy sinh tồn, cũng là lúc lái phụ Nguyễn Đình Minh hét lên, có tàu phía trước. Trước mắt là chiếc tàu chiến dài cả trăm mét, lá cờ năm sao trên đỉnh như sắp quẹt vào máy bay tích tắc tôi nghĩ theo lý thuyết xa kích ở góc tà lớn khó bị bắn nhất tôi bay thẳng đến đâu thì đến bị bắn cũng phải chịu cuối cùng cũng ổn không có súng nổ chẳng biết tại sao đại tá sơn nhớ lại theo hiệp đồng hàng sẽ được thả dọc bờ nam nhưng không được thả vào đảo trên đảo nhiều người và hàng hóa bị hư hại và cũng không quá xa bờ để dễ vớt nhưng sau khi bay qua đội hình tàu trung quốc cơ hội thả ở bờ nam đã lỡ tổ bay quyết định vòng lại bờ bắc và xuống sát mặt nước thả hàng để không vỡ những chai huyết thanh sau khi đá, đối chuẩn, máy bay giảm độ cao xuống dưới 50 mét và mở cửa. Nghiêm đình sĩ xuống buồng hàng hỗ trợ thả bằng tay nếu băng tải trục chặt. Cách mặt biển khoảng 2 mét, Nguyễn Đình Minh hét đồng hồ độ cao 0 mét. Khi đá thấp hơn ngọn cây trên đảo, đại úy Sơn mới cho thả hàng. Lúc ấy, anh Sơn mới biết anh nghiêm đình sĩ đứng ở cửa, chỗ rất nguy hiểm nhưng cũng rất cần thiết để không xảy ra sự cố với hàng hóa. Máy bay lấy độ cao, nghiêng cánh vòng về, đúng lúc mặt trời đỏ lượng bắt đầu chìm xuống lần đầu tiên tôi được thấy hoàng hôn trên biển rất đẹp và thơ mộng đại tá nguyễn anh sơn cười hiền hạ cánh ở tân sơn nhất khi trời đã tối đen trung đoàn phó nguyễn trí Cự và trung đoàn phó phụ trách chính trị nay là chính ủy nguyễn văn nhượng ra tận máy bay đón tổ bay vừa làm nhiệm vụ cảm tử trở về hỏi có thả nhầm đảo không đấy anh sơn cương quyết không mấy tuần trước tôi còn bay ra đấy thả hàng mà ngồi ăn cơm anh nguyễn đình minh băn khoăn em nghĩ lúc ấy mình bay qua tàu ta hình như có cờ đỏ sao vàng nếu tàu địch sao nó không bắn anh sơn cười cờ đỏ nhưng có năm ngôi sao tại sao không bắn thì đi mà hỏi nó. Gần 10 giờ đêm, trung đoàn phó cự lại hỏi, mày có nhầm đảo không? Sao chưa thấy hải quân báo lại? Sáng hôm sau, anh cự xuống gặp sớm, cười tít mắt, hải quân báo nhận rồi. Vài ngày sau, phóng viên tới tấp đến đơn vị phỏng vấn anh Sơn và tổ bay. Trả lời xong, anh Sơn luôn phải nói thêm, các anh viết đừng quá lời, để tôi còn làm việc. Chiều 29 tháng 4 năm 1988, Nguyễn Anh Sơn về Hà Nội nghỉ lễ. Hôm đó, báo Nhân dân có bài về chuyến bay cảm tử ra Trường Sa ngày 16 tháng 3 năm 1988. Bác anh Sơn đòi kể lại và anh hồn nhiên kể lại tất cả. Ngồi nghe thấy, mẹ anh Sơn khóc sụt sùi, nguy hiểm thế mà chẳng bao giờ nó nói. Mẹ nào cũng thương con, mẹ tôi thì đã đau đớn suốt những năm dài ba tôi chiến trận, rồi anh tôi cũng chiến trận. Nên tôi không muốn bà biết tôi cũng ra trận ngay khi đất nước đã có vẻ yên bình, đại tá Sơn nói vậy và lặng người, thế mới hiểu được nỗi đau của những người mẹ có con hy sinh trước mũi súng hèn hạ của kẻ thù mấy chục năm trước chỉ xin đừng ai quên những người đã hiến dâng đời mình cho tổ quốc. Có một điều đại tá Nguyễn Anh Sơn chưa biết, những chai huyết thanh, gói thuốc men thả xuống đảo sinh tồn chiều 16 tháng 3 năm 1988 đã ngay lập tức được bác sĩ Lại Quang Tiến sử dụng để cứu chữa vài chục thương bệnh binh mới giặt về từ Gạc Ma, Colin, Landau. Những bộ quần áo được đảo trưởng Thái Văn Khôi chia cho từng chiến sĩ đang run cầm cập sau nhiều giờ trôi giặt trên biển. Một trong những người được cứu chữa, ủ ấm ấy là đại úy Uông Xuân Thọ, máy trưởng tàu HQ605, Lữ đoàn 125 Hải quân trực tiếp tham gia trận 14 tháng 3 năm 1988 tại đảo Landau. Hơn 32 năm nay, máy trưởng Uông Xuân Thọ, bác sĩ Lại Quang Tiến, đảo trưởng Thái Văn Khôi và hàng trăm bộ đội trên đảo sinh tồn thời ấy vẫn mong gặp được tổ bay đã thả hàng chiều 16 tháng 3 năm 1988 để nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Anh em Phi không biết có thể bị bắn hạ nhưng vẫn cảm tử ra với chúng tôi. Thuốc men, quần áo cứu sống thể xác, nhưng sự dũng cảm của họ cứu sống chúng tôi về tinh thần nhìn thấy không quân, nghĩa là đất liền luôn cạnh chúng tôi, ai cũng nói vậy. Trước và sau 14 tháng 3 năm 1988, chúng tôi liên tục bay biển. An 26 bay biển phải chế thêm thùng dầu phụ trong khoang để kéo dài thời gian bay. Hồi ấy bay nhiều nhất là chiếc An 26 mang số hiệu 262 và trước khi làm nhiệm vụ, tổ bay được trang bị từ súng K-59, AK-47 cho đến giao cắt dây dù cá nhân phòng trường hợp gặp nạn, sẽ chiến đấu đến cùng, không để đối phương bắt làm tù binh. Bay trường xa rất căng thẳng, đã không có liên lạc dẫn đường, xác suất bị lạc, hết dầu và bị đối phương bắn hạ rất cao. Mỗi lần bay trường xa, anh em đều xác định có thể hy sinh nhưng tuyệt nhiên không ai thoái thác nhiệm vụ. Sau vụ 14 tháng 3 năm 1988, tần suất bay tiếp tế cho các đảo tăng lên đột biến. Các máy bay An-26 bay ra sát các đảo, lấy vật chuẩn và mở cửa sau thả hàng xuống, hàng chủ yếu là thư từ, báo chí, thuốc chữa bệnh và rau xanh. Tết năm 1989, An-26 thả cả mấy tấn lá rong, thực phẩm cho bộ đội gói bánh trưng tôi đã có lần bay dọc Trường Sa, xuống tận An Bang, thuyền trài và gặp hai máy bay tiêm kích nước ngoài kèm sát hai bên yêu cầu chuyển hướng. Lúc ấy chẳng ai sợ sệt, đều rất bình tĩnh, giữ nguyên hướng bay và mấy anh em bảo nhau, chúng mày bắn tao thì Su-22 của trung đoàn tiêm kích 937, sư đoàn 370 chuyên bảo vệ Trường Sa, bên tao cũng đập chết. Chúng tao rơi xuống biển thì có bộ đội cứu, chúng mày mà rơi thì có rời cứu. Thượng tá Nguyễn Chí Cự, nguyên phó trung đoàn trưởng 918 kể phi cơ An-26 của không quân Việt Nam từng được coi là loại máy bay vận tải chủ lực của chúng ta. Tuy sử dụng rất giữ gìn và được bảo trì thường xuyên, chúng ta vẫn buộc phải cho những chiếc An-26 có vẻ ngoài trông còn rất mới này về hưu. Ra đời từ năm 1969, máy bay vận tải Antonov An-26 hay còn có cái tên cơ theo như định danh của NATO là loại máy bay vận tải hạng nhẹ hai động cơ cánh quạt được Liên Xô sản xuất. Loại máy bay này từng là ngựa thổ lớn nhất, khỏe nhất của không quân Việt Nam. Nhiệm vụ của vận tải cơ An-26 trong biên chế của quân đội ta chủ yếu là vận tải hàng hóa. Mặc dù vậy, An-26 cũng từng được đảm nhận nhiệm vụ là một máy bay ném bom. Kỳ tích này được Việt Nam thực hiện trong quá khứ khi chúng ta bí máy bay ném bom ở mặt trận Campuchia. Thậm chí, An-26 cũng từng được chúng ta sử dụng như máy bay chuyển tiếp thông tin chỉ huy trên không. Kỳ tích của An-26 trong biên chế không quân Việt Nam đã kết thúc cách đây vài năm, chiếc cuối cùng được chúng ta cho về hưu mang số hiệu 267. Các máy bay An-26 bị cho về hưu do chúng đã quá tuổi đời phục vụ. Mặc dù Việt Nam rất nỗ lực nâng cấp, sửa chữa nhưng để đảm bảo an toàn bay, toàn bộ dàn máy bay vận tải đa năng của không quân Việt Nam đều phải được cho về hưu. Trong quá khứ, toàn bộ máy bay An-26 của chúng ta đều từng phục vụ trong biên chế lữ đoàn không quân vận tải 918 đóng tại Gia Lâm. Tổng cộng trong giai đoạn từ năm 1981 tới năm 1984, Việt Nam đã nhận 48 chiếc máy bay vận tải An-26 từ phía Liên Xô. Nguyên bản của nhà sản xuất, An-26 có kíp lái tối thiểu 4 người, dài 23,8 m cánh rộng 29,2 m trọng lượng rỗng của máy bay 15 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 24 tấn. Máy bay có khả năng bay với tốc độ 540 km h trần bay 7,5 km và tầm bay tối đa 2.550 km khi bay rỗng hoặc 900 km khi mang đầy tải 5,5 tấn hàng hóa. Trong quá khứ, chúng ta đã cải biên máy bay An-26 thành máy bay ném bom để phục vụ ở chiến trường Campuchia. Đây là công việc hết sức khó khăn vì số lượng bom đặt trong máy bay phải cân đối, không được làm lệch trọng tâm của máy bay. Máy bay vận tải cũng khác máy bay ném bom ở chỗ máy bay vận tải không được thiết kế để dỡ tải khi đang bay như máy bay ném bom. Tuy nhiên bằng sự sáng tạo, chúng ta đã chế tạo thành công và sử dụng loại B-52 Made in Vietnam này ở chiến trường Campuchia, gây kinh hãi cho quân đội Khmer Đỏ.